quá nhỉ. Đấy, xe này xe bắn bặn này ngon quá các bạn. Bố. Đây luôn. Đây cho các bạn, đây là cô Mì năm nay á. Chủ chắc là năm nay là mất dầu rồi. 2-3 năm trước là toàn dầu hết mì năm nay chứ. Thấy không? Còn cái con trai bên này cũng nhỏ, mì này cũng nhỏ. Không được rồi, chắc phải báo luật pháp từ trung ương thông báo cho các con cái ở đây á. Hãy để lâu lâu để tan gái tan trai, không được, nhỏ nhỏ như này không được, mì cũng nhỏ theo đi. Đấy. Để con một chú này cũng là năm nay cũng sắp đi tan gái rồi, không được nha. Đấy, còn cười nữa. Bình lô nhanh này. Này, bình lô bình lô nhanh. Đây này là thằng nhôm mì luôn bố mẹ mua xe này. Đây là em trai, kia là anh trai. Tao đang tực. Đang nóng thằng ba. Đang nóng thằng ba mày đứng nó quay nha. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Tonight, we are heroes tonight.
need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Chứ không nói đâu xe này á, thì kìa đó. Mong các bạn sẽ thích cho video này. Đây là anh chàng làm đường ở công ty mì đó, rất là tốt. Nếu mà đường nào mà xấu thì cứ kêu anh này nha các bạn. Đó, đẹp trai nhớ. Nhưng mà chỉ thua là hơi da bị đen thôi. Đây là cái ông này hả?